Sơn Tùng Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác một khay trà Di Lặc Vác Đào, chất liệu gỗ hương tà vân siêu đẹp các bác nhé. Khay trà này có kích thước cao 26, ngang 57 và sâu 35. Hàng đặc gỗ, đục ra tác phẩm rồi vẫn còn nặng 11 kg các bác nhé. Một khay trà rất to và dày dặn đấy ạ. Vân thì khỏi chê các bác nhé. Sẽ quay tứ diện cho các bác ngắm kỹ khay trà này hơn nha. Rất là dày dặn và đặc gỗ, Di Lặc thì đục liền khối rất là đẹp và sắc nét các bác nhé. Vân của khay trà này khỏi chê các bác nhé. Khay trà này cao 26, ngang 57 và sâu 35, có giá bán bên em là 2.800.000 ạ. Một khay trà để lên bàn uống nước thì rất là đẹp các bác nhé, và nó không thể thiếu trong mỗi gia đình ạ. Rất là nhiều các bác để trên những cái bàn uống nước để thêm những cái bộ ấm chén lên thì rất là đẹp. Và các bác có nhu cầu mua bộ ấm chén, hộp trà, hộp giấy thì liên hệ ngay với em nhé. Em sẽ gửi ảnh và báo giá chi tiết cho các bác các sản phẩm như ấm chén và hộp trà. Còn khay trà này, bác nào yêu thích thì nhắn tin Zalo hoặc gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Xem xong video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em. Cửa hàng của em ở 137 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Xưởng Tượng Gỗ xin cảm ơn các bác rất nhiều.